không lo lao động thì chỉ được ăn cháo loãng mà thôi. Muốn ăn cơm á thì ra đồng làm việc đi. Chúc thí chủ phước lành. Hành vi của ngài quả thật rất khác thường. Người phụ nữ thô lỗ với ngài như vậy, vậy mà ngài vẫn ban phước cho cô ta. Ngài đúng là biểu tượng của hòa bình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, tất cả đều nhờ thầy tôi dạy bảo thôi. Thầy của ngài là ai vậy? Là Đức Sakya Muni Buddha. Hết thảy chúng sanh trong thế gian đều là muôn hình dạng trạng của chân lý. Chúng ta cũng xuất hiện trong những hình trạng đó, rồi sau đó chúng ta lại biến mất bằng một hình trạng khác. Những điều này đều là do Buddha chứng ngộ. Hết thảy tất cả chúng sanh đều mang trong mình một kho tàng chân lý. Do đó chúng ta chấp tay kính chào. Dù rằng điều này trong thế gian khó được chấp nhận, nhưng phương pháp ấy đã truyền đạt một thông điệp. Chân lý trong tâm tôi tương ứng với chân lý trong tâm bạn, cho dù bạn có ý thức được hay là không. Love.